Tulato, núi lan tỏa tri thức góp sức thành công. Thật vui khi được tiếp tục đồng hành cùng bạn trên hành trình khám phá tri thức mới. Chúng ta đang dành cả tuổi trẻ, thời gian để kiếm tiền, đau đầu vì tiền chỉ vì mong tương lai sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Vậy thì tại sao chúng ta không nỗ lực để thoát khỏi nỗi muộn phiền vì tiền lúc tuổi già? Thời gian không chờ đợi ai cả, tuổi già sẽ ập đến vào đúng lúc chúng ta không ngờ nhất. Sức khỏe hạn chế và thời kỳ sung sức nhất không còn, vậy tuổi già của bạn sẽ vô cùng vất vả. Nếu bạn không muốn sống như vậy, ngay từ bây giờ hãy trải nghiệm thịnh vượng tài chính tuổi 30 tập 2 để bắt đầu hoạch định cuộc sống của mình theo cách các nhà hoạch định tài chính bây giờ. Chắc chắn rằng trong vài năm tới, bạn hoàn toàn có thể ung dung ngồi chờ đón tương lai của tuổi già một cách chất lượng nhất. Goldax Siom là chuyên gia cố vấn và thuyết trình giảng dạy về các bí quyết đầu tư tài chính, quản lý dòng tiền, tìm kiếm lợi nhuận. Là một trong ba tác giả của cuốn Thịnh vượng tài chính tuổi 30 tập 2, cuốn sách đã trở thành ngọn hải đăng, soi sáng đường khi độc giả hướng ra biển lớn cuộc đời. Goldax Siom cũng đã đóng góp những viên gạch vàng trên nền của công trình kiến trúc mang tên Thịnh vượng tài chính. Nếu tập 1 là một bản phác thảo về cuộc sống, khi già sẽ như thế nào? Bạn phải trải qua cuộc sống khó khăn, khốc liệt và vất vả ra sao nếu không có tiền? Thì Thịnh vượng tài chính tuổi 30, tập 2 sẽ chú trọng hơn về những bước đi quan trọng về tài chính và sự chuẩn bị đó, áp dụng vào đời sống thực tế như thế nào. Tập 2 sẽ là bản chi tiết và thực hành của tập 1. Thông qua việc mô tả kinh nghiệm của 5 nhân vật đang làm những công việc bình thường, Thịnh vượng tuổi 30 tập 2 sẽ lần lượt giảng giải về những vấn đề mà bạn gặp phải trong từng giai đoạn cuộc đời và hướng dẫn bạn cách quản lý tài chính trong giai đoạn đó. Các bạn thanh niên độ tuổi đôi mươi mới bước vào đời, các bạn độ tuổi 30 đang trong giai đoạn lập nghiệp, những người độ tuổi 40 với vai trò người chủ gia đình, cùng những công chức độ tuổi 50 chuẩn bị về hưu. Bạn cần nhớ rằng nếu số tiền bạn có khi còn trẻ dùng cho tuổi già sẽ có ích hơn rất nhiều lần. Bạn nên biết tích lũy tiền ngay từ bây giờ đủ để xây dựng cho mình 3 thứ tài sản lớn nhất là tài sản bảo đảm, tài sản về hưu và tài sản đầu tư. Chỉ khi thực sự đủ tài chính vững vàng, bạn mới an tâm trước những biến cố xảy ra cho tương lai về sau. Cũng giống như tập 1, Thịnh vượng tài chính tuổi 30 tập 2 gồm 5 chương và 1 phụ lục. Chương 1, khoảng cách giữa mơ ước và hiện thực thịnh vượng tuổi 30 tập 2 cho rằng bạn chỉ được phép tiêu xài nó khi bạn thực sự cần, bởi khi bạn tiêu nó một cách quá đà, bạn sẽ hoàn toàn bị lạm dụng vào tiền. Càng thiếu tiền, vị thế của tiền càng cao. Ranh giới giữa ước mơ và hiện thực cũng như giữa thành công và thất bại trong tài chính quyết định hoàn toàn bởi cách bạn quản lý tiền bạc. Chương 2, giải mã bí quyết làm giàu. Thịnh vượng tài chính tuổi 30 tập 2 nhấn mạnh rằng bạn hãy bắt đầu học cách có trách nhiệm với tiền bạc. Bảo vệ số tiền mình làm ra chính là bước đầu tiên trên con đường tự do về tài chính. Chương 3, làm thế nào để nhận thức rõ hiện thực và từng bước vượt qua trở ngại. Chúng ta cần lập danh sách những khoản chi tiêu trong tháng cần dùng và bảo đảm rằng chỉ được phép tiêu ít hơn hoặc bằng với số tiền đó. Một kế hoạch chi tiêu hợp lý sẽ giúp bạn kiểm soát được số tiền đang có, xóa bỏ chi tiêu tùy hứng và mỗi tháng bạn sẽ chỉ có thể tiêu ít đi chứ không bao giờ tiêu nhiều hơn. Nên nhớ bạn không được phép chi tiêu ngoài dự toán, dù là số tiền nhỏ nhất. Chương 4, kẻ thù lớn nhất của cuộc sống dư giả, bỏ lỡ thời cơ. Thịnh vượng tuổi 30 tập 2 khẳng định bạn nên cần chuẩn bị tốt 3 thứ tài sản, đó là tài sản bảo đảm, tài sản dưỡng già và tài sản đầu tư. Chương 5, chiến lược đầu tư, đem theo lợi nhuận, theo cấp số nhân. Chương cuối cùng là sự tổng kết, đúc kết lại những kinh nghiệm mà Thịnh vượng tài chính tuổi 30 tập 2 muốn gửi đến độc giả và tác giả, khẳng định rằng các bạn chỉ có thể làm được những điều trên, các bạn không thể quản lý tài chính tốt mà bạn và gia đình có thể sung túc hạnh phúc trong phần đời còn lại. Cái hay của Thịnh vượng tài chính tuổi 30 tập 2 làm cho bạn thay đổi thái độ về sự tiêu xài ngay tức thì. Bạn phải làm sao để thoát khỏi cảnh lúc nào vợ con và nợ nần luôn đè lên vai của bạn mỗi ngày khiến bạn không dám bước chân ra khỏi nhà. Tulato hy vọng cuốn sách này sẽ thật sự bổ ích và hỗ trợ hiệu quả cho công việc của bạn. Nếu yêu thích những nội dung chúng mình chia sẻ, hãy nhấn like, subscribe để có thể đón xem những video sớm nhất nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi Tulato. Tạm biệt và hẹn gặp lại!